Bên tệ á thì cái hạnh tu là khổ sở gian nan lắm, ít ai làm được như ngài. Mà bây giờ á, cái xã hội này á mà thấy á, tu á thì còn lạm dụng tiền bạc, tu mà còn danh và lợi danh lợi quyền thế quá, cho nên á, là Đức Minh Tuệ xuống tu, nhưng mà ngài hành cái hạnh đầu đà của ngài là không có lợi dụng tiền bạc của ai hết, ngài chỉ xin ăn một bữa cơm thôi và ai cho tiền cũng không lấy. Thành ra cái chỗ đó là chỗ duy nhất người ta để ý. Để ý đó là cái chỗ đó là chỗ mới là chân chánh đó. Mà Đức Thầy nói bây giờ bất luận người nào không dùng của thế sắc màu cũng không, nói cho bốn đạo rõ lòng ấy là chân chánh mới hồng vinh giang. Cái điểm thứ hai nữa là ông này tu mà có vướng mắc cái gì dưới thế gian này không hả? Như thầy nói tủ nhiễm vào thân thể bất an sắc với nó, ngày kia lao khổ ta nghiệm xét từ đời bàn cổ có ai dùng mà đặng thành tiên, mà đời nay theo nó liên nguyên của tài sắc khổ riêng một kiếp. Ông có mưa má là đắm mê tài sắc gì không, quyền thế gì không? Không có thì tránh nó rồi. Ông có nhiễm ô gì không? Cũng không nhiễm ô gì hết. Như vậy á, mà đúng theo lời Đức Thầy nói rồi, cư trần bất nhiễm là người thánh, lẫn tục đừng mê chứng bậc hiền. Cái những 13 hạnh đầu đà ổng làm là 13 hạnh này là cái người thế gian là không được. Tôi là không được rồi đó. Thành ra cái chuyện làm của ổng á, cái chuyện hành của ổng á, người thế gian là hành làm theo không được. Tức là cái người này là siêu phàm rồi. Siêu tức là trên phàm. Trên người phàm nhập thánh tức là kêu bằng thánh rồi đó, thánh nhân rồi đó, chứ không phải còn phàm nhân nữa. Thành ra bởi vì Thầy nói trong cái hai câu của Thầy nói đó, cư trần bất nhiễm là người thánh đó. Ông không nhiễm cái gì rồi, lẫn tục đừng mê chứng bậc hiền thì ông cũng không có mê cái gì rồi, nó thành ra nằm trong cái dạng Thầy nói là thánh hiền rồi đó. Mà Đức Phật Thích Ca ngày xưa ngài cũng nói nữa nè, ngài nói hai câu nè: bất cấu bất nhiễm thị tây phương. Bất cấu là chẳng tạo, bất nhiễm là không ham ham mưa mê thích, sẽ là đó là thị tây phương. Nó tu vậy mới gì vậy tây phương? Thị là thấy đấy ha, thấy tây phương. Vô não vô vô u chân ngược lạc, vô não là cái lòng mình không buồn lo, không buồn rầu lo lắng. Vô não vô u là lo lắng buồn rầu, mà không buồn rầu không lo lắng. Đó, bây giờ ai quánh ông cũng không có tỏ ra cái vẻ mặt mà buồn giận nữa đó. Thành ra cái mặt luôn lúc nào ông cũng điềm đạm tươi là vui vẻ hết. Quánh ông cũng vẫn vui cười, bởi vì cái hạnh của ta biết là ta tập rồi 6 năm nay rồi, thì bây giờ trải qua 6 năm rồi ta cũng được là hết 70-80% gì rồi, chứ đâu còn giận dai nữa. Thành ra đó, Đức Phật Thích Ca ngài nói đó, là bất cấu bất nhiễm thị tây phương, là ông cấu tức là tạo, không có tạo cái doanh nghiệp, cái chùa chiền hay là một cái vật chất gì ở dưới thế gian này hết, không ham không thèm đó. Như vậy đó, chỉ một lòng tu vậy bỏ hết cái việc thế gian, chỉ cái thân ông không kể, mà ông đâu kể tiền bạc vật chất quyền thế gì nữa đó. Không sợ chết, tu không sợ chết, bỏ sát thân này chừng nào là chết là chết, chứ không sợ, đủ duyên là nó đi. Ta thì vẫn biết cái sát thân này là trời định, từng nào trời định thì nó đi, mình cản lại cũng không được. Thành ra ta chỉ dốt một lòng hành đạo mà ta không sợ chết, chừng nào chết. Cái chết đối với cái người tu thật tâm đó là coi nhẹ như lông hồng, không sợ chết, là vậy đó.